Đức Phượng kính chào quý vị. Hôm nay mùng 3 Tết Canh Tý, nhằm thứ Hai 27 tháng Giêng 2020. Đến với bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay là phóng sự cộng đồng và tin phân tích thể thao về Super Bowl. Để mở đầu, Đức Phượng kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự lễ chào cờ đầu năm tại Hòa Thịnh Đốn. Chương trình do Đức Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Phường của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, lễ thường kỳ đầu năm của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia được tổ chức tại trung tâm thương mại Eden vào mùng 2 xuân Canh Tý 2020. Lễ thường kỳ đầu năm Canh Tý 2020 do cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp cùng Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Tinh Đốn và phụ cận được tổ chức thật trang nghiêm vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 26 tháng Giêng, nhằm ngày mùng 2 Tết, Canh Tý tại trung tâm thương mại Eden, Fortress, Virginia. Với đoàn múa lân mừng xuân mới cho nhà Việt Nam đảm trách và những tiếng pháo thật vui nhộn đã làm cho mọi người quên đi khí trời lạnh nhưng có ánh nắng của mùa đông và quên đi vì lý do thời tiết miền Đông Bắc nước Mỹ bị trở ngại, mưa lạnh, phải dời lễ thường kỳ vào mùng 2. Buổi lễ có mặt đông đủ các đồng hương và quân dân cán chính cảnh. Tuy đã lớn tuổi nhưng hai vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Lữ Lang và Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh đều có mặt để cùng chung lòng hướng về lá cờ chính nghĩa người Việt quốc gia đã trang trọng, gìn giữ trong nhiều thập niên qua. Sau đây là những lời chúc Tết của tất cả trong ngày lễ thường kỳ xuân Canh Tý 2020. Xin chào quý vị, hôm nay trời rất là đẹp cho lễ thường kỳ đầu năm. Thì đáng lẽ hôm qua đó là làm lễ, tại vì mỗi năm là làm mùng 1 nhưng mà tại vì bị mưa nên dị dời qua hôm nay. Thì bây giờ sắp 12 giờ rồi cũng rất là đông đủ người ở đây mà nghĩ lát cũng sẽ đông thêm nữa. Thì Bảo cũng đầu năm muốn chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý muốn. Tôi là Đoàn Hữu Định, Chủ tịch của Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thay mặt cho các hội đoàn quân cán cảnh của vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, xin kính gửi đến tất cả quý đồng hương cũng như là tất cả khán thính giả của đài SBTN một năm mới Canh Tý hoàn toàn như ý, đầy đủ sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Tôi là Nguyễn Văn Hào, Tổng hội trưởng Tổng hội Bìa Đồng Quân. Chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi đài lời chúc đầu năm, một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tất cả những cái sinh hoạt của cộng đồng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tôi thay mặt cho hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn vùng phụ cận xin trân trọng kính chúc mừng xuân với các bậc tưởng thượng, các niên trưởng huynh trưởng và các thân hữu và gia đình một năm Canh Tý dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và có một sự hứa hẹn tốt đẹp để trở về Việt Nam không cộng sản. Tôi đại diện gia đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn xin kính chúc quý niên trưởng, quý quan khách và đồng hương một năm mới Canh Tý an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và chờ một ngày tốt rồi chúng ta về khôi phục lại quê hương. Xin thưa, chúng tôi là Nhất Hùng, đại diện cho Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Trước hết xin gửi lời chúc đầu năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý đến tất cả quý vị đồng hương của vùng Hoa Thịnh Đốn và tất cả hải ngoại. Dạ thưa, chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn cộng đồng Hoa Thịnh Đốn đã duy trì một truyền thống tốt đẹp thượng kỳ đầu năm. Đây là một việc làm mà chúng tôi rất phải nói rằng rất là ngưỡng mộ vì đã được là duy truyền thống này lâu. Chúng tôi là Nguyễn Vĩnh Hưng, hội trưởng Hội Ái hữu Đồng hương Sài Gòn Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn. Nhân dịp đầu năm Canh Tý, chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, phát đạt, nhiều sức khỏe và quanh năm được an vui với gia đình. Tôi là Phùng Văn Nguyên, đại diện cho sư đoàn 9 bộ binh. Tôi hiện ở Virginia, đứng trước kỳ đài của trung tâm thương mại Eden
nhân ngày lễ chào cờ đầu năm, thượng kỳ đầu năm, xin gửi lời chào và chúc mừng đầu năm đến tất cả chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và sư đoàn 9 bộ binh nói riêng, một năm mới an khang thịnh vượng và mong ngày quang phục quê hương. Kính thưa quý vị, tôi là Trần Tử Thanh, chủ tịch của Hội đồng đại biểu Trung ương của Việt Nam Quốc dân Đảng. Nhân dịp đầu năm Canh Tý thì chúng tôi kính chúc toàn thể đồng bào ở trong nước và ở hải ngoại một năm mới thịnh vượng và an khang, cũng như là tất cả mọi gia đình đều có một cuộc sống rất là an vui và hạnh phúc. Và trong các năm tới đây là đất nước Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ có tự do và dân chủ, và đất nước sẽ phát triển hùng cường và có thể sánh vai cùng với các quốc gia tự do trên thế giới. Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi là Bùi Minh Hùng, Hội trưởng Hội Cao niên Việt Mỹ Maryland Vasa. Nhân dịp này, chúng tôi xin kính gửi đến tất cả quý vị và gia đình những lời chúc thật tốt đẹp cho một năm mới Canh Tý an khang, thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào tất cả quý vị. Tôi là Không quân Nguyễn Minh Toàn, Hội Không quân Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhân dịp đầu năm Canh Tý, tôi xin đại diện Hội Không quân Đông Bắc Hoa Kỳ xin kính chúc tất cả đồng hương trên khắp thế giới một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Tôi là Hải quân Đại úy Nguyễn Thành Phước, làm với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Tôi xin đại diện Hải quân ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ xin kính chúc tất cả bà con cô bác ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đặc biệt là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, xin chúc được một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúng tôi xin được đại diện cho Hội Người Việt Cao niên vùng Hoa Thành Đốn. Chúng tôi rất là hoan hỷ quý vị đã đến tham dự đông đủ ngày hôm nay, là một ngày trọng đại của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Kính chúc tất cả quý bà con đồng hương cũng như tất cả các hội đoàn một năm mới nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và vạn sự như ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự lễ thường kỳ đầu năm của cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, Maryland và Virginia. Nhân dịp xuân Canh Tý, Bích Phượng xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thư mời, nhân dịp lễ dỗ cha Francisco Trương Bửu Diệp, trân trọng kính mời quý ông bà, cô bác và toàn thể anh chị em đến tham dự lễ dỗ vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật, 8 tháng 3 năm 2020, tại vườn trái cây La Vàng, 9203 Stringfellow Road, San James City, Florida 33956. Sau lễ dỗ, xin kính mời quý vị dùng bữa cơm thân mật cùng với ban tổ chức. Mọi liên lạc xin gọi anh Jimmy 239-222-3323 hoặc chị Tuyết 727-403-3355. Xin chân thành cảm tạ và rất mong được đón tiếp quý vị. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Chương trình Ước mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt qua những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu, hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer và sách song ngữ. Các em sẽ được thi đua và khen thưởng qua một cuộc thi mà cho dù sống ở đâu trên nước Mỹ, các em cũng tham dự được. Xin vào báovietthai.com để biết đầy đủ chi tiết. Hãy hướng dẫn con em tham gia chương trình Ước mơ Việt để bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Liên lạc ban tổ chức qua email ctvietthai@gmail.com.
ucmoviet@gmail.com hoặc 562 713 2353.